Huỳnh Tấn Sinh, Hoàng Đức, cú đá từ xa. Đó là một cú ra chân đầy bất ngờ của Hùng Dũng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vai trò của Hùng Dũng đã thực sự phát huy. Anh không chỉ là người cầm nhịp, không chỉ là người kiến tạo, mà Hùng Dũng giờ đây còn tạo ra được sự bất ngờ từ những pha dứt điểm của mình. Rõ ràng chúng ta cũng thấy được là vẻ lo lắng đến từ thủ môn Nadio của Indonesia. Sức ép rõ ràng là đang rất lớn ở khu vực 16m50 của thủ môn bên phía Indonesia. Tiếp tục sẽ là một tình huống phạt góc bên góc trái dành cho Hùng Dũng. Bóng đã được phá ra. Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Đó là một quả tạt thấp của Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Và lúc này U22 chỉ đang cắm một mình số 10, đó là Egi Maulana ở phía trên. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, phút thứ 80. Tiếp tục là Quang Hải, Hùng Dũng, Thanh Thịnh. Vẫn là cách phối hợp với nhau rất kiên nhẫn của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Hậu, đường truyền của Thanh Thịnh cho Hà Đức Chinh. Sự thay đổi người cuối cùng trong trận đấu này của các cầu thủ U22 Indonesia. Cầu thủ rời sân đó là số 16 Sani Rizky, người đã mở tỷ số trận đấu cho U22 Indonesia. Và vào sân là số 17 Ziarian. Ở hai trận đấu với U22 Thái Lan và U22 Singapore thì cầu thủ số 17 Ziarian đều ra sân ngay từ đầu. Đây là Tiến Linh. Vẫn còn Tiến Linh. Văn Hậu. Bóng đang được tập trung bên hành lang cánh trái rất nhiều. Quỳnh Tấn Sinh. Ở trận đấu tiếp theo gặp U22 Singapore thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục được chơi tại sân đấu vào lúc này, sân Rizal Memorial. Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, các phòng ngự số đồng rất khó khăn của các cầu thủ U22 Indonesia. Nhiệm vụ vào lúc này của các cầu thủ U22 Việt Nam là phải tìm ra được khoảng trống. Đường truyền của Hùng Dũng, bây giờ sẽ là thời điểm những phút quyết định cho kết quả của trận đấu này. Huỳnh Tấn Sinh đang là cầu thủ bị đầu. Đây là lần thứ hai tại SEA Games 30 năm 2019 Huỳnh Tấn Sinh phải nằm sân.
thêm SEA Games 30 thì Huỳnh Đức Sinh cũng đã gặp phải một chấn thương khá nặng, chấn thương ở phần xương sườn, và suýt nữa đã phải bỏ lỡ kỳ SEA Games tại Philippines này. Ở trận đấu ra quân gặp U22 Brunei thì Tấn Sinh tiếp tục gặp phải một chấn thương ở mắt cá chân. Ở kỳ SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định không bổ sung bất kỳ một trung vệ nào trên 22 tuổi. Hùng Dũng, Văn Hậu. Và đến lúc này thì hai cái tên trên 22 tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng vẫn đang khẳng định là những sự lựa chọn rất hợp lý đến từ huấn luyện viên người Hàn Quốc. Hoàng Đức, Hùng Dũng phối hợp với Quang Hải. Quang Hải, Tiến Linh vẫn chưa thể ra chân để tung ra cú sút. Rất đông những chiếc áo trắng vây quanh khu vực 16m50. Các cầu thủ U22 Indonesia đang buộc phải chơi tử thủ bởi vì sức ép dồn về khung thành của họ là rất lớn vào thời điểm này. Phút thứ 85 rồi. Văn Hậu, Thanh Thịnh cần phải đưa bóng nhanh hơn. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến những pha phối hợp có sự kiên nhẫn rất lớn đến từ các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam. Văn Hậu, Hà Đức Chinh, đây là Quang Hải. Có cảm giác như Quang Hải đã phần nào bị quá tải tại SEA Games lần này. Đội trưởng của U22 Việt Nam đã chờ rất nhiều trận đấu rồi cho Trọng Hoàng. Và phát xuống quen thuộc của Trọng Hoàng nhưng được truyền dành cho anh là hơi sâu. Sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trung vệ Đức Chiến là người vào thay cho Huỳnh Tấn Sinh. Hy vọng rằng chấn thương mà Huỳnh Tấn Sinh đang gặp phải không quá nặng và anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các đồng đội của mình ở những trận đấu tiếp theo. Và gần nhất sẽ là màn so tài gặp U22 Singapore. Còn những phút cuối của trận đấu thì chúng ta hy vọng vào một chiến thắng cho U22 Việt Nam để có thể có được quyền tự quyết ở những trận đấu tiếp theo. Nhưng nếu như có được kết quả hòa thì buộc ở những trận đấu tiếp theo thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đặt mục tiêu là giành chiến thắng cả hai trận đấu còn lại. Văn Hậu, Đức Chiến, đường truyền hơi non của Đức Chiến. Như vậy vào lúc này thì cả ba cầu thủ thuộc biên chế của Viettel trong thành phần của U22 Việt Nam là Trọng Hoàng, Đức Chiến và Hoàng Đức đều đang có mặt ở trên sân. Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng. Đây là Egi Maulana. Không có cơ hội phản công nhanh cho U22 Indonesia. Lúc này người đang ngồi trên sân đó là Thanh Thịnh. Nhưng trận đấu vẫn đang diễn ra. Đức Chiến,
Như vậy là Đức Chiến đã chủ động đá bóng ra ngoài đường biên. Và sự đổi người cuối cùng của U22 Việt Nam, số 6 Lê Ngọc Bảo vào sân. Ngọc Bảo vào sân để thay cho Thanh Thịnh. Như vậy là U22 Việt Nam cũng đã tận dụng tối đa 3 quyền đổi người. Rất đáng tiếc là những tiền vệ có lối chơi có khả năng ghi bàn như là Triệu Việt Hưng hay là Trọng Hùng đã không có cơ hội được ra sân. Một trận đấu và chúng ta thấy rằng U22 Việt Nam vẫn cần phải có những điều chỉnh để hoàn thiện hơn trong những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan. Đức Chiến. Trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng và tỷ số vẫn đang là 1-1. Quang Hải. Chúng ta cũng thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã biết được rằng U22 Indonesia sẽ vây rất sát với Quang Hải. Thế nên trong hiệp đấu thì ông đều có một quân bài tẩy. Nếu hiệp 1 đó là Trọng Hoàng thì hiệp đấu thứ hai này quân bài tẩy đó chính là Hùng Dũng. Đường chuyền tầm thấp tiến lên. Coi cú vào. Rất đáng tiếc cho Hạ Đức Chinh. Vừa rồi tưởng chừng như tỷ số đã là 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại hai pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh. Một cú đánh gót phải nói là rất cảm giác. Nếu như thành bàn thì đó chắc chắn là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Hà Đức Chinh. Bàn thắng đến rất gần rồi. Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Cơ hội dành cho U22 Việt Nam. Hà Đức Chinh. Rất đáng tiếc cho Hà Đức Chinh. Pha qua người đã không thành công. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và sẽ có 3 phút cộng thêm. Chúng ta hãy cùng hy vọng điều kỳ diệu đến với hàng công của U22 Việt Nam trong 3 phút này. Thêm một đường chuyền. Hoàng Đức, cú đá từ xa. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đó là Hoàng Đức. Những giây cuối cùng. Tỷ số là 2-1 tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadio đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của U22 Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ. Ở thời điểm này chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2. Nhưng điều mà chúng ta thấy là gì? Đó chính là một lối chơi rất đỉnh đạt và điềm tĩnh của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ không hề tỏ ra nôn nóng hay vội vàng cho đến tận những giây phút cuối cùng. Và sự kiên nhẫn, sự kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh. Cơ hội cho Tiến Linh. Cơ hội. Cơ hội. Tiến Linh là một lỡ một cơ hội quá đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần rồi. Chỉ tiếc là một pha đặt lòng có phần hơi vội vàng của Tiến Linh. Những giây cuối cần phải giữ vững tỷ số này. Thêm một cơ phản công. Phải nói là những giây phút rất bùng nổ của U22 Việt Nam. Và đây là một pha xử lý bình tĩnh cần thiết của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này. Pha cản lướt rất tốt của Tiến Linh. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ pha đặt lòng cuối cùng.
Nếu như thành bàn, đó chắc chắn là bàn thắng để kết thúc trận đấu này. Hạ Đức Chinh. Quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Rõ ràng ở thời điểm này, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thấm nhuần tư tưởng của vị chiến lược gia Hàn Quốc. Đó là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng cần giữ được sự bình tĩnh, một sự điềm đạm trong lối chơi. Ở thời điểm này đúng là chúng ta đang có rất nhiều những cá nhân nổi bật. Và tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã vang lên.